Xin chào các bạn. Ở bài giảng lần trước chúng ta đã được học cách chơi trống ca dông trên nhịp 2-4 và 3-4. Rồi hôm nay Văn Anh sẽ hướng dẫn các bạn cách chơi trống ca dông trên nhịp 4-4. Bài giảng hôm nay Văn Anh sẽ chia thành 4 phần như sau. Phần thứ nhất, chúng ta sẽ học về nhịp 4-4 là gì, so sánh nhịp 4-4 với nhịp 2-4 và nhịp 3-4. Phần thứ hai, chúng ta sẽ học cách chơi nhịp 4-4 trên trống ca dông với mức độ đơn giản. Phần thứ ba, chúng ta sẽ học cách chơi nhịp 4-4 trên trống ca dông nâng cao. Và phần thứ tư, chúng ta sẽ áp dụng thực hành cách chơi nhịp 4-4 vào một số bài hát hoặc là một số nền nhạc. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua phần 1, nhịp 4-4 là gì? So sánh sự khác nhau giữa nhịp 4-4 với nhịp 2-4 và nhịp 3-4. Thì như các bạn đọc trên các sách nhạc lý thì các bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn về nhịp 4-4 này, rồi nhịp 2-4 và nhịp 3-4. Còn trong bài giảng của Văn Anh thì Văn Anh sẽ chỉ lọc ra những cái kiến thức phù hợp với cái bài giảng của anh Văn Anh, đấy là áp dụng vào ca dông thôi. Thì các bạn quan sát trên sơ đồ, chúng ta sẽ thấy rằng nhịp 4-4 là nhịp 4-4 là nhịp có 4 phách, tức là chúng ta sẽ một cứ có chu kỳ của chúng ta là 4 beat, tức là 4 lần đập. 1, 2, 3, 4, chúng ta sẽ quay lại cái chu kỳ là chúng ta một lần. Cứ 4 phách thì chúng ta sẽ quay lại một chu kỳ. Đấy là cái cốt lõi của nhịp 4-4. Tức là cốt lõi của nó là cứ 4 phách đều đặn thì nó lại quay lại một chu kỳ của nó. Nhịp 4-4 thì cái phách đầu tiên là phách mạnh, phách thứ hai là phách nhẹ, phách thứ ba là phách mạnh vừa, phách thứ tư là phách nhẹ. Khi mà các bạn so sánh giữa nhịp 4-4 với nhịp 2-4 thì các bạn có thể là hình dung ra là nhịp 4-4 là bằng tổng của hai nhịp 2-4 cộng lại với nhau. Chỉ có khác nhau ở cái phách số 3. Cái phách số 3 của nhịp 4-4 nó là mạnh vừa. Nhưng nếu mà chúng ta ghép hai nhịp 2-4 lại với nhau thì phách số 3 nó lại là phách mạnh. Chính vì thế nhịp 4-4 và nhịp 2-4 nó có một số nét tương đồng, chúng ta gộp nó vào một nhóm nhịp. Có thể áp dụng chung cho một bài hát. Khi nào mà chúng ta cần cái sự nhấn mạnh, sự liên tục, sự nhấn mạnh liên tục, sự cao trào thì chúng ta sẽ áp dụng cái nhịp 2-4. Còn khi nào mà chúng ta cần sự uyển chuyển nhẹ nhàng hơn, êm dịu hơn thì chúng ta áp dụng cái nhịp 4-4 vào. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua phần 2, cách chơi nhịp 4-4 cơ bản. Các bạn quan sát trên sơ đồ, chúng ta sẽ thấy tay trái chúng ta sẽ chơi 4 phách tương tự như những bài giảng lần trước thì rất là dễ. Tay trái các bạn sẽ chơi vào cái tiếng snare bên này. Các bạn chơi đều đặn 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Cái 1 chúng ta đánh mạnh hơn một chút. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Còn tay phải chúng ta sẽ chơi tiếng bass trùng với số 1. 1, 2. Số 3 chúng ta sẽ đánh tay phải vào tiếng snare. Đấy. Các bạn chú ý là snare các bạn sẽ đánh vào vị trí đây. Octave số 2. Đấy. 1, 2, 3, 4. Thì các bạn phải đánh làm sao cho cái tiếng snare bên tay trái nó sẽ khác biệt với tiếng snare bên tay phải thì nó sẽ hấp dẫn hơn. Các bạn để ý trên cấu tạo trống ca dông của Văn Anh thì có các ốc vít trên mặt trên của trống. Thì cái tiếng snare bên tay trái các bạn sẽ đánh vào con ốc vít số 1 trùng khớp với cái vị trí số 1. Đấy. Thì các bạn sẽ để ý là 1, 2, 3, 4 là cái hình dấu nhân thì các bạn sẽ đánh tay trái vào đây. Đấy, thì tiếng nó sẽ thanh hơn. Còn tiếng bên tay phải thì tiếng snare bên tay phải thì các bạn cần phải đánh vào octave số 2, tính từ ngoài vào đây. Tính từ ngoài vào là số 2 đây. Đấy, thì chúng ta sẽ đánh vào đấy, tạo thành tiếng bộp bộp, nó sẽ nghe rất là hay. Đấy là những cái đặc trưng của trống ca dông mà Văn Anh sẽ chúng tôi đánh dấu những con octave này, mỗi con octave sẽ phát ra cho bạn một cái tiếng khác nhau. Đấy, các bạn để ý là các con octave của Văn Anh ở đây đều được đánh số. Hai con octave ngoài cùng là con octave số 1 rồi số 2 và octave ở giữa là octave số 3. Thì octave số 1 thế cho chúng ta cái tiếng snare nó thanh thoát, thường được dùng để làm âm nền. Nhưng trong trường hợp này thì các bạn sẽ đánh những tay trái vào tiếng số 1. Còn tay phải các bạn cần phải đánh vào tiếng octave số 2. Đấy. Sau này các bạn học phát triển điệu phát triển nhịp 4-4 thành các làn điệu thì các bạn sẽ
những cái điệu thể loại như là điệu pop chẳng hạn hoặc điệu ballad thì chúng ta sẽ thường xuyên con office số 2 này để tạo ra những tiếng pop pop, hay chính là tiếng snare. Đấy. Hoặc còn một số ngôn ngữ khác trong trống thì người ta gọi tiếng này là tiếng tục, là tiếng tắc tắc, còn tiếng này là tiếng tắc tắc, còn tiếng này là tiếng hi hát, nó sẽ tương đương với tiếng hi hát trong dòng trống. Office số 1. Còn office số 2 này là sẽ tiếng tiếng snare. Office số 1 sẽ tương đương gần như là tiếng hi hát. Đấy. Đấy. Còn ở giữa này thì các bạn sau này học đến bài điệu cha 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 thì các bạn sẽ ở tiếng office ở giữa, office số 3 này là nó sẽ tạo nên cái tiếng tom. Bây giờ Văn Anh sẽ làm mẫu cách chơi nhịp 4/4 cơ bản như sau. Nhịp tay sải các bạn sẽ đánh đều đặn 1 2 3 4. Bắt đầu. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Cái số 1 chúng ta đánh mạnh hơn một chút. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ cho tay phải vào số 1 nhé. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua phần 3, cách chơi nhịp 4/4 nâng cao. Ở phần này thì Văn Anh hướng dẫn các bạn hai cách chơi nhịp 4/4 nâng cao. Các bạn quan sát sơ đồ sẽ thấy sự nâng cấp lên. Để là tay trái lần này chúng ta không đánh 4 phách nữa mà chúng ta cần phải đánh nhanh hơn, đấy là đánh 8 phách. Thì các bạn sẽ để ý là chúng ta sẽ đánh như sau: 1 2 3 4 5 6 7 8 1, liên tiếp như thế. Nhưng mà chúng ta có thể đếm là 1 A 2 A 3 A 4 A 1 A 2 A 3 A 4 A 1 A 2 A 3 A 4 A 1. Sau khi quen rồi chúng ta sẽ không đếm A nữa mà chúng ta chỉ 1 2 3 4 thôi. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Sau khi thành thạo cách đánh tay trái, chúng ta sẽ cho tay phải vào. Đấy. 1 2 3 4 1 2 3 4. 1 chúng ta đánh cả hai tay. 1 A 2 A 3 chúng ta đánh cả hai tay. Và tay phải bên này các bạn cần phải đánh vào con ốc vít số 2 và đánh mạnh hơn, mạnh hơn tay trái. Sau này các bạn đánh càng lệch nhau thì càng tốt. Đấy. Lệch hai tay một tí thì nó sẽ nghe hấp dẫn hơn. Cái điều này Văn Anh đã có nói ở bài trước. Đấy. 1 2 A 3 A 4 A 2 A 3 A 4 A 2 A 3 A 4 A. Bây giờ chúng ta sẽ thử áp dụng vào một bài hát nào đấy. Nhịp 4/4 nâng cao thứ nhất. Bây giờ chúng ta sẽ phát triển nó lên một cách nữa. Thì các bạn quan sát sơ đồ sẽ thấy là cái phách cuối cùng là chúng ta sẽ kèm nâng cấp lên, kèm thêm một tiếng bát nữa. Thì bây giờ nó sẽ như này: 1 A 2 A 3 A 4 A 1 A 2 A 3 A 4. Đó, như vậy là 1 là chúng ta đánh cả hai tay, A 2 A 3 chúng ta đánh cả hai tay, A 4 A. Thì cái phách cuối cùng này là cái bùm. Thì các bạn sẽ thấy là cái phách cuối cùng là bùm này, cho nó sẽ nối với cái phách số 1 đầu tiên cũng bùm nữa. Thì các bạn sẽ nghe cảm tưởng nó là đấy, như vậy là cái tiếng bass chúng ta lúc này sẽ mạnh hơn. Thì bây giờ bọn anh sẽ đánh một mạch nào. Các bạn cố gắng làm tay trái chúng ta đánh cái tiếng snare bên tay trái.
là tương đương với tiếng hi hát trong dàn trống đấy, thì đánh cho nó đều đặn. Xong tay phải chúng ta có thể ngẫu hứng, có thể thêm bát hoặc bớt gì đấy tùy theo từng trường hợp và tùy theo sự ngẫu hứng của từng người. Nhưng cái quan trọng nhất là các bạn phải giữ được nhịp bên tay trái cho thật là đều đặn. Đó, bây giờ đây là chúng ta, đây là một cách. Đấy, có hai tiếng bát nó sẽ hấp dẫn hơn. Bạn nào mà giỏi hơn các bạn có thể tự sáng tạo đánh ngẫu hứng thêm nhiều cách nữa, ví dụ như là quan trọng nhất là chúng ta phải giữ thật chặt trái thật là đều đặn. Ở trường hợp này nó là liên quan đến sự phân tâm, hai tay các bạn phải cần phải đánh được hai bè khác nhau. Đấy. Còn nếu như các bạn mà đánh như này đấy, thì cũng được thôi, nhưng mà nó là nó mới chỉ được một bè thôi, thì nó không hay bằng là cách này các bạn đánh được hai bè, thì các bạn sẽ tạo được một cái âm nền. Âm nền ở đây là cái tiếng snare đây, nó rất là đều đặn, nghe tỉ tê rất là hay. Bây giờ chúng ta sẽ thử áp dụng một đoạn nhạc. Vừa rồi chúng ta cũng lại với nhau, đây là cách đơn giản nhất, là cách cơ bản. Đấy. Cách nâng cao lên một chút. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ thêm bát. Ở bài giảng kế tiếp thì Văn Anh sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm nhiều cái cách để chúng ta phát triển cái làn điệu, phát triển cái nhịp của chúng ta thành những làn điệu. Ví dụ như là chúng ta muốn nhịp 4/4 là như thế rồi, bây giờ chúng ta cần phải sáng tạo nó, phát triển nó thành từng cái kiểu cách khác nhau. Mỗi cách mà chúng ta phát triển đấy chính là một cái làn điệu. Ví dụ như là điệu cha 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 này, rồi điệu rumba, bolero hay điệu disco thì chúng ta đều phát triển từ cái nhịp 4/4 mà lên. Ở bài giảng lần sau các bạn sẽ được học cách phát triển điệu nhịp 4/4 lên từng điệu khác nhau. Và bây giờ mời các bạn lắng nghe một số đoạn nhạc mà Văn Anh áp dụng nhịp 4/4 chơi trên trống ga dông, thực hành vào từng đoạn nhạc và một số bài hát. Mời các bạn nghe bài hát mang tên là Anh, áp dụng vào điệu ballad thuộc nhịp 4/4.
thông dụng mà hay áp dụng cho nhịp 4/4, nghĩa là điệu disco chẳng hạn. Có thể chúng ta có đánh tay sẽ hướng dẫn rất là kỹ từng làn điệu một ở bài giảng lần sau. Hẹn gặp các bạn.